em không ngủ luôn, hầu như là em không ngủ. Cái em nằm rồi ổng bế con tới cái mức mà bé nó khóc, tới cái mức mà chồng em hoảng loạn á, chồng em nói ủa bây giờ bế hay để xuống, bế hay để xuống, không biết làm sao. Tháng đầu tiên là em xuống hết tất cả những ký mà em đã tăng trong thai kỳ. Chồng em không tăng ký mà giảm luôn 10 ký. Mà thêm một cái nữa là chồng em trong giai đoạn đó vừa mới nghỉ ở bên công ty cũ. Vấn đề ập tới chính là tài chính. Lúc đó có cảm thấy hối hận không? Không chị. Hay là lúc đó mình phải đương đầu? Lúc đó là khóc thì có khóc, nhưng mình vẫn phải đương đầu với chồng bởi vì ổng không làm sai. Mình chỉ cảm thấy là vấn đề của mình nó quá căng thẳng. Dạ. Nhưng mà mình không từ bỏ, đúng không? Mà hơn nữa trong tháng em đâu được đi ra ngoài đâu. Em còn phải nuôi con, chăm con, tất cả mọi thứ. Cứ tả sữa. Rồi cứ nửa tiếng rồi đi vắt sữa. Rồi sốt vì căng ngực, căng sữa. Em bị một cái vấn đề nữa đó chính là sanh, khi mà mình sanh mổ á, chính mẹ ruột của em luôn. Lúc đó em cảm thấy tổn thương vô cùng khi mà mẹ ruột của em nói sanh mổ thì đâu phải đâu có giống sanh thường đâu, đâu có khổ như sanh thường đâu. Trời, lúc đó mình hụt hẫng ghê. Mà trong khi mẹ chồng em á, được cái là mẹ chồng làm bên y tế. Nên mẹ nói là không, nó sanh mổ rất khổ. Sanh thường đau lúc đó chứ sanh mổ còn đau một tháng. Cái lúc đó em nhìn mẹ em như thiên thần, nhìn má chồng như thiên thần. Bởi vì tự nhiên cứu rỗi lại hết mọi thứ. Dạ. Cái, nhưng mà trong đầu em biết là trong đầu mẹ ruột em thì vẫn nghĩ là em không cực khổ gì mấy đâu. Em cứ khóc, thay vì em buồn em khóc, em nhìn ổng em cũng khóc, em nhìn con em cũng khóc. Ổng an ủi, có một đứa con nó không có dễ. Hơn nữa em là một người mẹ nuôi con bằng sữa mẹ. Nếu em cứ suốt ngày mà em cho con uống cái sữa mẹ mà nó không tốt như vậy thì thôi em đừng cho uống. Đúng rồi. Một đứa con mà nó hưởng hạnh phúc là phải từ sữa mẹ của một người mẹ hạnh phúc. Nhưng mà em biết không, với cái câu chuyện của em á Duyên, nó chứng minh cho chúng ta một chuyện là cái trải nghiệm mới là thứ giúp chúng ta trưởng thành. Chứ không phải là năm tháng hay là số tuổi. Không may một điều đó là tất cả mọi thứ nó thuộc về sự mới mẻ, nó đến với vợ chồng em cùng một lúc. Mọi thứ đáng lý ra nếu như từng chuyện nó tách ra thì có thể là nó giảm tải. Nhưng mà mọi cái nó chảy hết về cái lỗ trũng đó. Tuy nhiên bây giờ nhìn tích cực nè, may mà nhờ như vậy. Cho nên tự nhiên cái mình hiểu được là cái sức mạnh tiềm tàng của mình á, và cái chất keo gắn kết thực sự của hai vợ chồng nó nằm ở đâu. Cái tự nhiên mình thương nhau hơn. Tới đứa thứ hai thì em nó có mọi việc nó nhẹ nhàng hơn. Em mang bầu bé thứ hai là khi mà em vừa thôi nuôi bé đầu tiên thôi. Là em có bầu bé thứ hai là mọi người chuyển từ nghi ngờ qua chúc mừng rồi. Xin chào các quý vị khán giả của chương trình Chat với mẹ bỉm sữa. Xin chào chị Tonya, xin chào chị Ngọc Lan. Em là Võ Thị Ngọc Duyên và hiện tại em 27 tuổi. Em đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Em kết hôn năm nay là được 6 năm. Em có là mẹ bỉm của hai bé, một bé là 5 tuổi và một bé là 3 tuổi. Hai bé rồi mà nhìn tướng. Thôi bỏ qua đoạn này đi. Biết luôn á, biết đoạn này là gì luôn á. Thôi bây giờ chúng ta đến với câu chuyện của bạn. Bạn hãy kể cho mọi người biết về cái lần đầu tiên mình mang thai nó như thế nào. Cái cảm giác đầu tiên của em đó là em đương nhiên ai cũng sẽ vậy, nó ngỡ ngàng. Chồng của em hơn em 19 tuổi. Ồ, sao lại ngỡ ngàng? Vì trước đó mình yêu nhau thì mình cũng đã nhìn ra cái con số này rồi mà Duyên. Nhưng mà vấn đề là chồng em khi mà quen em đó là em là người vợ thứ ba. Em có biết không? Dạ em biết. Em biết mà. Em biết. Khi mà quen ảnh á, thì em nghe mọi người nói rất là nhiều là ảnh muốn khả năng sinh con. Bởi vì ảnh quen hai người trước là không có con. Thì khi mà cả hai quyết định về sống chung á, thì cái chuyện nó thả tự nhiên. Nhưng mà khi mà mình có con á, thì cái tánh của em là em hay mua que thử thai á. Em kiểu em mua sỉ á. Lại là một trường hợp mua sỉ. Em mua chục mấy, chục 12 hay chục 16 mua thùng. Dạ đúng rồi. Trời ơi. Nhưng mà cho chị hỏi nè, là mình đã biết cái người đàn ông của mình là khó có khả năng có em bé. Vậy thì lý do gì mà em lại mua que thử thai để sẵn ở nhà? Tại vì chồng em là một người rất tự tin chị.
Anh nói là trước đó không có, nhiều khi bây giờ có thì sao? Nhưng mà trước đó anh có đi khám không? Dạ có. Và cái chỉ định về y khoa thì là khó thôi, là chứ không phải là không. Đúng không? Đúng rồi, khó thôi mà. Về cái ngày hôm đó ổng gọi điện, ổng khoe khắp xóm luôn. Ổng gọi điện bạn nhậu của ổng bao nhiêu là ổng gọi hết ra tụ tập rồi khoe tùm lum. Tại vì cái cảm giác một người mà 40 tuổi hơn mà họ có một đứa con đầu tiên, họ đón nhận nó với một cái niềm tự hào kinh khủng khiếp. Điều đầu tiên là em cảm thấy em được yêu thương, em được yêu thương nhiều. Trong xe hơi, chồng em mới gọi điện về cho mẹ, mới nói là ủa em bây giờ anh gọi điện về cho mẹ anh nói chứ, chứ không nói thì sao mà ba mẹ chuẩn bị tâm lý được. Khoan, cho chị ngưng một chút xíu, lúc đó cảm giác của em như thế nào? Khi mà em chuẩn bị gọi cho mẹ, cái tâm lý của mình là mình có sợ khi mà mẹ biết cái thông tin mình có thai với một người đàn ông. Đó là chị chưa hỏi về vấn đề là em quen một người quá lớn tuổi như vậy thì có được cái sự đồng ý của gia đình hay không? Nói nhiều lắm chị, phản đối một cách kinh khủng khiếp luôn. Mệt lắm con ơi, mà hơn nữa người ta là có vợ. Đàn ông một vợ là của hiếm, nhưng mà đàn ông đã hai vợ là vứt đi. Mẹ em nói câu đó, xong em mới suy nghĩ. Em chẳng hiểu sao em vẫn quen luôn. Em nói là một bầu trời thị phi đối với em. Cái chuyện đầu tiên khi mà mọi người biết mang bầu, các bạn bè thân thì sẽ chúc mừng. Nhưng bạn bè không thân thì tất cả mọi người chỉ đặt ra một cái vấn đề, đó là ông này bị đổ vỏ. Đúng rồi. Khi mà đi nhậu á, uống bia vào rồi á, thì mọi người mới nói là anh khi mà sanh xong nhớ xét nghiệm ADN nha. Trong khi có mình ở đó luôn mà họ vẫn nói vậy, có nghĩa là đầu tiên là họ không tôn trọng mình, thứ hai là họ cũng không tôn trọng chồng mình và cũng không tôn trọng cả đứa con ở trong bụng mình luôn. Chồng em lại là một người không có thể hiện cảm xúc, lúc đó thì chồng em chỉ cười thôi. Mình suy nghĩ trong đầu, khi mà mình mang bầu á, mình rất là nhạy cảm, bị tổn thương lắm. Dạ. Chồng em lại là không đứng lên bảo vệ vợ. Em cảm giác lúc đó là chính chồng em cũng là người nghi ngờ em. Thì em nhớ có một lần đó là em về thăm bố mẹ chồng, thì bố chồng em á mới hỏi là cái này có đúng của con tôi không hay là mấy người bắt đổ vỏ. Ồ, ông ba hỏi thẳng vậy luôn hả? Dạ, rất thẳng thắn. Với lại có thể là ông cũng tuổi bị nghe tính ra nữa. Thì ông... Dạ. Em không nói chuyện này với chồng luôn. Ngày hôm sau em chấn tĩnh em mới nói. Xong cảm giác lúc đó là chồng em cũng cười. Em cũng chẳng hiểu tại sao, em suy nghĩ. Nhưng mà anh có nói một câu nào đó cho em yên tâm không? Khi mà em nói chuyện bố chồng em á, thì chồng em mới nói là ba thương anh. Nếu em trả lời đó là có thì ba anh sẽ tin là có. Vậy tại sao những người xung quanh họ nói anh như vậy, nhưng mà anh không phản kháng, anh cũng không biết bảo vệ em. Ông mới nói là em đi ra ngoài đường, em thấy một con chó nó cắn em, bây giờ chẳng lẽ em quay lại em cắn con chó đó. Thực ra là như thế này nè Duyên, chồng em không có sai. Tại vì đó là cái cách mà ảnh cảm thấy là mình nên giải quyết vấn đề này. Có điều anh bị thiếu. Thực ra em dư thông minh để hiểu rằng không lẽ giờ em quay lại em cắn con chó. Đương nhiên, nhưng em bị tổn thương. Thực ra có đôi khi phụ nữ không cần phải được dạy về triết lý. Cái họ cần là được an ủi về cảm xúc. Cho nên thì thôi, hãy cho họ một cái sự yên tâm về cảm xúc rằng là mình có người đồng hành. Nhưng mà tại sao ảnh lại mặc định rằng thôi em đừng quan tâm. Ảnh quên là em mới 22 tuổi đó. 19 năm trải nghiệm, trời đất ơi, đâu có đơn giản. 19 năm là lớn lên bao nhiêu thứ về cuộc đời này. Thì cái việc mà ảnh cứ bắt mình gồng lên, đúng thật là nó quá đáng. Dạ. Những cái ảnh hưởng về tâm lý như vậy á, nó ảnh hưởng như thế nào với con của mình ở trong bụng? Thay em bị yếu, em trong 3 tháng đầu là coi như là em bị bóc tách. Em bị bóc tách cái lần nặng nhất là nó hơn 30%, có nghĩa là em phải nằm im một chỗ luôn. Mà bác sĩ nói là có nguy cơ nó bị rớt ra ngoài. Bệnh viện mới cử một y tá để ngày nào cũng tới chích, sáng một mũi, chiều mũi, sáng mũi, chiều mũi. Là em đi khám thì bác sĩ mới nói là nó giảm từ 30%, nó còn 15%. Em tiếp tục, em về em nghỉ đi. Không chị, sắp tới ngày cưới rồi phải về trên đó chứ. Rồi em về quê. Mà về quê thì đường nó sóc. Rồi đèo đường này xa. Kia. Em không ăn được bất cứ một cái gì luôn. Tới tháng thứ 7 em mới bắt đầu tăng cân. Sau hết thai kỳ á, thì em tăng nhẹ nhàng 22kg. Một số cân nhẹ nhàng.
Ây, vậy giờ mình kể tới vụ đi ngày đẻ đi. Đẻ đi em. Em mổ chủ động, em xin mổ chủ động. Bác sĩ mới nói, ủa sao mổ vậy? À. Chồng em quay qua, tại vợ nó thích chứ em đâu biết. Tại vợ nó thích chứ em đâu biết. Bác sĩ, không nói nên lời luôn chị. Cái lúc mà mình sanh em bé thì sao? Trong đó bonus cho em một anh y tá đẹp trai cực kỳ. Trời ơi, chồng có biết không? Bữa nay mới biết luôn. Bữa nay mới biết cái chị. Mà đã vậy còn nhẹ nhàng với mình hơn ông chồng nữa chứ. Ôi trời ơi, xong luôn rồi. Ảnh, cởi đồ ra đi em. Trời, em ngoan như một con mèo vậy chị, em cởi đồ ra. Cởi liền nhanh đó bà khác. Dạ. Cúi để em xuống để chích cái mũi thuốc tê á chị. Rồi cúi rồi, xuống. Cái mũi rất là kinh dị. Dỗ dành như một người cha dỗ con vậy. Trời đất ơi, em thấy lúc đó vòng tay ổng thật ấm áp. Trói tay trói chân em lại. Là thấy hết vui. Xong cái ổng mới nói nè, nó sẽ hơi lạnh nha em, tại vì bây giờ thuốc vô rồi thì nó sẽ lạnh. Em quay qua nói, nó đâu có lạnh, rất lạnh thôi anh. Trời, tự nhiên cái cuộc đi đẻ của em mà như hài vậy chị. Ở trong đó bác sĩ mổ chính cho em cũng cười, không ai cũng cười hết trơn. Xong cái bác sĩ quay qua nói, em có thể bớt hề hước lại để chị tập trung vô cái cuộc phẫu thuật này cho nó diễn biến suôn sẻ được không? Cái em mới nói, dạ, ok. Cái lúc mà mình đón đứa con ra nó như thế nào? Y tá tới, em ơi con em nè em đón nhận đi. Em nghĩ ra bao nhiêu là viễn cảnh giống trong phim thiên thần đồ này kia, quay qua nhìn, trời ơi sao nó xấu vậy. Nó bao nhiêu ký? Đó, em tăng hơn 22 kg mà con em có 2.9 kg nè. Ồ, cho nên da dẻ đây chưa có thẳng ra. Dạ. Nó như một con khỉ vậy chị ơi. Rồi có da kề da với con nhỏ không? Có chị, xong cũng rớt nước mắt đồ này kia. Lúc đó là rớt nước mắt là tại vì thấy mình cam đảm quá rồi, mình qua được rồi, qua cửa tử rồi. Đến lúc mà em đi vô trong phòng hồi sức, cơn đau ập tới. Đúng rồi, hết thuốc. Mà trong khi em là rên nhất ở trong cái phòng đó luôn. Đau quá đi. Cho em thuốc đi, cho em thuốc giảm đau đi. Chị ơi cho em thuốc giảm đau đi. Đã thấy em ồn quá, em chích cho em ngoài. Dạ không, chích liền. Xong lúc đó em mới nói là em lạnh quá chị. Hình như cái bà đó hầu đúng mình em hay sao á. Xong cái đắp thêm cho em cái mền, cái rọi thêm cho em cái đèn nữa. Khoảng 20 phút sau, hết cơn lạnh, cơn nóng ập tới. Lại tháo bớt mền ra. Chị ơi. Bả ba chân bốn cẳng chạy vô. Bây giờ nóng rồi chứ nhỉ? Bây giờ nóng rồi chứ nhỉ? Kiểu như là vừa lòng chị lắm. Bả vẫn kiên nhẫn nói chuyện với em nha chị. Xong em thấy cái chị kia vừa mới đẩy vô thôi, chị hừng hực khí tế luôn. Em quay qua hỏi chị không đau hả? Gì đâu, chị xăm thường hồi nãy chị đau ở đó thôi, bây giờ chị chưa cái chân lên được mà. Đúng rồi. Đó, xong em nói, bé nói, ơi mổ đau không em? Em thấy đường luôn chị. Em thấy 8 ông trời đè lên em luôn. Xong cái bé quay qua nói, tại chơi ngu đó. Hả? Cái sau cái cuộc đi đẻ của em từ bác sĩ cho tới bệnh nhân luôn. Em vũ trụ xếp cho em những người mà rất xứng đáng luôn á. Như một cái tát vô mặt em vậy đó. Rồi cái quá trình mà mình tiếp cận với cái đứa bé đó, chăm nó thì... Trong cái tháng đầu tiên là ổng vừa phải buổi sáng đi làm, buổi tối về chăm con, sáng sớm dậy sớm mua đồ về nấu cho vợ ăn xong rửa chén rồi bắt đầu mới đi làm. Buổi tối về là chăm con tới khuya. Em đang loay hoay để mình không có sữa, mình làm sao có sữa. Thì chồng em mới đi ra ngoài tiệm thuốc rồi mua cái cao chè vằn gì về cho em uống. Thì lúc đó em mới thấy là em có sữa. Xong bây giờ em sữa như bò luôn. Con của em á, một tuần đầu tiên thì bé ngoan, nhưng mà sau cái tuần đó là bắt đầu là bé khóc đêm không. Bé khóc đêm một cách kinh khủng khiếp. Cứ tầm 2-3 giờ là bé khóc tới sáng. Cứ bế trên tay thì không sao, cứ thả xuống là khóc. Đấy, thì lúc đó em còn bị bóng đè nữa. Cái áp lực nhất đó chính là thị phi nó vẫn chưa hết. Vẫn đeo bám đứa bé. Dạ. Rồi công nhận dân làng cũng kiên trì dữ. Xong có nhiều người mà ác miệng còn nói mà ráng đi nha, chứ còn không lên máu hậu sản chết giờ. Trời ơi.
em không ngủ luôn, hầu như là em không ngủ. Cái em nằm rồi ổng bế con tới cái mức mà bé nó khóc, tới cái mức mà chồng em hoảng loạn. Chồng em nói ủa bây giờ bế hay để xuống, bế hay để xuống, không biết làm sao. Tháng đầu tiên là em xuống hết tất cả những ký mà em đã tăng trong thai kỳ. Chồng em không tăng ký mà giảm luôn 10 ký. Mà thêm một cái nữa là chồng em trong giai đoạn đó vừa mới nghỉ ở bên công ty cũ. Vấn đề ập tới chính là tài chính. Lúc đó có cảm thấy hối hận không? Không chị. Hay là lúc đó mình phải đương đầu? Lúc đó là khóc thì có khóc, nhưng mình vẫn phải đương đầu với chồng, bởi vì ổng không làm sai. Mình chỉ cảm thấy là vấn đề của mình nó quá căng thẳng. Dạ. Nhưng mà mình không từ bỏ, đúng không? Mà hơn nữa trong tháng em đâu được đi ra ngoài đâu. Em còn phải nuôi con, chăm con, tất cả mọi thứ. Cứ tả sữa. Rồi cứ nửa tiếng rồi đi bắt sữa. Rồi sốt vì căng ngực, căng sữa. Em bị một cái vấn đề nữa đó, chính là sanh, khi mà mình sanh mổ á, chính mẹ ruột của em luôn. Lúc đó em cảm thấy tổn thương vô cùng khi mà mẹ ruột của em nói sanh mổ thì đâu phải đâu có giống sanh thường, đâu có khổ như sanh thường đâu. Trời, lúc đó mình hụt hẫng ghê. Mà trong khi mẹ chồng em á, được cái là mẹ chồng làm bên y tế. Nên mẹ nói là không, nó sanh mổ rất khổ. Sanh thường đau lúc đó chứ sanh mổ còn đau một tháng. Cái lúc đó em nhìn mẹ em như thiên thần, nhìn má chồng như thiên thần. Bởi vì tự nhiên cứu rỗi lại hết mọi thứ. Dạ. Cái, nhưng mà trong đầu em biết là trong đầu mẹ ruột em thì vẫn nghĩ là em không cực khổ gì mấy đâu. Em cứ khóc, thay vì em buồn em khóc, em nhìn ổng em cũng khóc, em nhìn con em cũng khóc. Ổng an ủi, có một đứa con nó không có dễ. Hơn nữa em là một người mẹ nuôi con bằng sữa mẹ. Nếu em cứ suốt ngày mà em cho con uống cái sữa mẹ mà nó không tốt như vậy thì thôi em đừng cho uống. Đúng rồi. Một đứa con mà nó hưởng hạnh phúc là phải từ sữa mẹ của một người mẹ hạnh phúc. Nhưng mà em biết không, với cái câu chuyện của em á Duyên, nó chứng minh cho chúng ta một chuyện là cái trải nghiệm mới là thứ giúp chúng ta trưởng thành. Chứ không phải là năm tháng hay là số tuổi. Không may một điều đó là tất cả mọi thứ nó thuộc về sự mới mẻ, nó đến với vợ chồng em cùng một lúc. Mọi thứ đáng lý ra nếu như từng chuyện nó tách ra thì có thể là nó giảm tải, nhưng mà mọi cái nó chảy hết về cái lỗ trũng đó. Tuy nhiên bây giờ nhìn tích cực nè, may mà nhờ như vậy. Cho nên tự nhiên cái mình hiểu được là cái sức mạnh tiềm tàng của mình á, và cái chất keo gắn kết thực sự của hai vợ chồng nó nằm ở đâu. Cái tự nhiên mình thương nhau hơn. Tới đứa thứ hai thì em nó có mọi việc nó nhẹ nhàng hơn. Em mang bầu bé thứ hai là khi mà em vừa thôi nuôi bé thứ đầu tiên thôi. Là em có bầu bé thứ hai là mọi người chuyển từ nghi ngờ qua chúc mừng rồi. Chứ tưởng đâu dai vậy luôn chứ. Dư luận cũng ác nghiệt quá mà. Chỉ có một que thôi, em thử một que thôi chứ em không mua sỉ như đợt trước nữa. Nó dính luôn. Chồng em anh mạnh mà cưng. Trời ơi. Lúc này tự tin lắm chị. Anh độ mạnh mà. Nhưng mà sức khỏe đỡ hơn không? Áp lực của em lúc đó là em vừa mang bầu, vừa chăm bé kia. Bé kia nó lại vừa mới hơn 1 tuổi thôi. Đứa đầu em tăng 22, thì đứa thứ hai em biết rút kinh nghiệm hơn rồi, em tăng 30 ký. Tao biết lắm mà. Không nha, không nên tin bà này cho đến câu cuối cùng. Cho nên đại mà bà nói em rút kinh nghiệm, tự nhiên tôi dợn lên một cái nỗi lo, tôi dợn lên một sự nghi ngờ ý chang luôn. Thế nhưng mà bạn này giảm cân rất là giỏi. Sao đó em luôn. Giảm rất là giỏi. Em vắt sữa, đó là một lời khuyên mà em luôn luôn cho các mẹ bỉm sữa, đó chính là mình phải cho con mình uống sữa mẹ. Thì cái cơ thể của bạn nó sẽ đào thải trao đổi chất nhanh, trao đổi chất nhanh. Rồi. Bạn sẽ ốm nhanh hơn. Mà bạn còn lấy lại dáng nhanh nữa. Khi mà em đi sanh, trên đường đi mở nhạc sàn rồi nhảy sùm. Đó. Rồi đi vô trong đó. Cái lần sanh này của em nó không suôn sẻ như lần trước. Mà em bị chứng máu không đông và huyết áp tăng. Thì lúc đó em buồn ngủ lắm, mổ đồ lấy con đồ ra xong thì bác sĩ mới nói là không được ngủ nha Duyên, tuyệt đối không được ngủ. Tỉnh táo lại. Xong em mới nói nhưng mà em vừa lạnh vừa buồn ngủ đó bác ơi, bây giờ bác cho em ngủ đi. Bác mới nói là sanh con là cửa tử. Em phải bước qua được cái cửa tử này thì mới gặp được con của em. Quay qua y tá hỏi có muốn nghe nhạc không, chị mở nhạc cho nghe. Bả mở Kid The Rain nữa chứ muốn ngủ luôn đó bả. Trời đất. Sao lúc này không order nhạc, không em không có nói. Em có nói chị mở nhạc sàn giùm em cái.
Xong cái bác sĩ mới nói tao mở nhà sàn sợ mày nhảy thôi chứ không gì hết trơn. Lúc mà may lại, chuẩn bị may thì máu em không có đông. Thì bình thường người ta sẽ nhét khoảng 2-3 viên thuốc để cầm máu lại. Nhưng em phải nhét 5-6 viên á, mà huyết áp tăng nữa. Rồi bác sĩ cứ kiểu trấn an tinh thần để lấy lại tinh thần cho em. Em phải nằm 14-15 tiếng vậy trong phòng hồi sức á. Chồng em cứ nửa tiếng gọi lên hỏi, ủa em sao giờ sản phụ đó chưa có được ra. Cái y tá mới cầm cái điện thoại lại để em nói chuyện cho ổng yên tâm á chị. Xong cái 16 tiếng trôi qua em năn nỉ bác sĩ, em khỏe rồi, em ổn, thật sự em rất ổn. Đi ra ngoài thì ổng tới, ổng hôn lên trán của em. Con xuống sau đó em thấy em nhìn con, chồng em nói em, con mình nó đen thui à, nó tím lắm. Ồ, ghê vậy. Mà nó tím thiệt chị. Nó đen thui. Là lý do ta? Lý do là sao? Là ở trong tim của bé nó có một cái lỗ hổng mà nó chưa khép lại được. Hai vợ chồng chết lặng luôn. Cảm giác lúc đó nó không còn vui vẻ nữa. Thì bác sĩ mới vô mới nói là có những bé nó mang cái lỗ hổng đó ở trong tim suốt đời nhưng nó không bị vấn đề gì cả. Có nhiều bé thì nó sẽ bắt đầu tiến triển để nó lấp cái lỗ đó lại. Trong cái khoảng thời gian một tháng đó là hai vợ chồng em đi nhẹ nói khẽ cười duyên. Tại vì bé nó cứ giật mình nơi nãy á. Mình lo kinh khủng khiếp luôn chị. Sau một tháng thì đi khám thì cái lỗ đó nó đã khép lại rồi. Nó sẽ tiến triển tự nhiên. Thì sau đó là bắt đầu bé lớn của em đi học. Thì cái dịch mà gọi là dịch tay chân miệng á, về mình mới thấy, ủa sao con mình tắm vô mà nó cứ nổi hột ở cái chân. Xong rồi con mình nó cũng không ăn được cơm nữa. Xong em mới nói bà ngoại đi xuống bế con cho em đưa bé lớn đi khám. Thì mới biết là bé lớn nó bị tay chân miệng. Trời ơi. Rồi nhờ bà ngoại gọi là cách ly. Hai bà cháu ở trên cái lầu là ở yên trên đó nửa tháng trời không đi xuống không. Em mỗi lần mà nhớ con là chỉ có lên chào chào con. Mà cái cảm giác mà con nó thấy mình á chị, nó vui á. Nó chạy tới mà mình không ôm nó được. Thương ha. Mà mình muốn ôm con mà mình còn phải nghĩ tới cái bé ở dưới nữa. Lỡ mình lay vô cái bé ở dưới mà bé kia nó còn yếu nữa. Cái giai đoạn đầu á, mà em vừa mới mổ xong, em nhớ là hai cha con nó phải nằm ở trên lầu, còn em nằm ở dưới một mình. Thì em bị ra máu ổ sản. Rồi em nằm em đau đớn. Em nằm em liệm đi luôn, liệm một tiếng đồng hồ. Sau một tiếng thì bắt đầu em tỉnh. Thì ngồi dậy là lênh láng máu luôn. Tự bò vô trong toilet để mà thay ra, thay đồ, tất cả mọi thứ làm. Trong cái tháng mà em sanh hai bé em không biết được là cử kiêng là gì. Chưa bao giờ biết được là ăn bữa cơm mà nó đàng hoàng là nó như thế nào luôn. Chứ đừng nói chi là đi tắm. Mà việc lớn nhất của em đó chính là bé sau của em bệnh suốt. Cái lần mà ảnh nặng nhất đó chính là ảnh bị nóng mà lỡ ở trong họng. Mà con nít mà lỡ họng thì chắc chắn nó sẽ sốt rất cao. Nó sốt ly bì nguyên một tuần mà chưa bao giờ xuống được mức 38 độ luôn. Đi vô trong đó thì họng của con em nó lỡ. Không ngủ luôn, chăm con kinh khủng. Em cứ ngồi bên cái nôi em gục gã trên đó để cái tay vô cho con được. Để mình còn biết được là nó còn thở hay không nữa mà. Sau khoảng mười mấy ngày á, con em nó như một con mèo luôn. Mềm rũ ra. Mềm rũ. Tại vì sốt rất là mất sức. Chồng em lâu lâu hay buộc miệng còn nói một câu gọi là tại sao mà ở nhà chăm con thôi mà con cứ bị sốt hoài. Cái câu đó nó đau đớn lắm. Câu đó đúng đau luôn chị. Đúng rồi, câu đó tự nhiên nó làm cho mình sụp đổ hết mọi thứ. Em có thể cố gắng được hết tất cả mọi thứ. Nhưng mà em cần một người đồng hành và an ủi. Đúng rồi. Ông cũng có đồng hành, có an ủi. Nhưng bây giờ cái diễn biến nó lại nhiều quá đi. Thành ra ông quay qua ông trách mình. Ông đâu thể trách đứa con được. Thực ra chị rất là mong là chúng ta đừng bao giờ dùng cái mẫu câu là chỉ có làm cái việc A gì đó mà làm cũng không xong. Tại vì thực ra chỉ khi nào chúng ta là cái người làm cái việc đấy thì chúng ta mới có thể cảm nghiệm được đầy đủ là cái việc đó nó phức tạp đến mức nào. Mà trong những cái việc A đó thì cái việc chăm con và làm việc nhà đó là cái việc mà không có lượng giá được, nhưng mà nó cũng không thể gọi là dễ làm được. Về thì sau 10 ngày thằng nhóc em nó mới giảm sốt lại. Nó giảm sốt thì hai vợ chồng như là trút được một cái cánh nặng gì đó rất lớn. Sau đó nó vừa hết đợt này xong nửa tháng sau nó bị bắt đầu bé tập ăn. Bé tập chuyển qua ăn mặn, ăn cháo mà có thịt cá rồi.
thì bắt đầu bé bị trớ tới cái mức mà sốt luôn chị, nó ói liên tục, nó đi ngoài trời liên bạn tục. Bạn này bạn hấp thu kém, cơ thể của bạn cũng yếu. Dạ. Xong bạn phải đi siêu âm đường ruột, bạn bị phản vệ với đồ ăn, mà mình thấy con mình nó uống thuốc nhiều hơn là nó uống sữa nữa. Bây giờ thì em nhận thấy cái cuộc sống của em và cả gia đình của em hiện tại là nó như thế nào? Nó điều tiết lại được rồi chứ. Nó được hồi sinh đó, đúng không em? Dạ. Thực ra giờ chị hiểu tại sao là Duyên tự nhận là mình khùng khùng. Và thực ra thì cũng nên tưng tưng như vậy rồi đó. Nếu như em là một cái đứa nghiêm túc, không biết đùa, không biết giải tỏa và nhìn mọi việc theo đúng với cái điều nó phải thực sự chuẩn mực á, có thể em từ bỏ rồi đó. Em từ bỏ nhiều thứ lắm luôn á. Nhưng mà ơn trời, coi như ông trời ổng tính toán đi. Ổng gắn cái này một tí, ổng gắn cái kia một tí trong hành trình trải nghiệm của mình. Mình chọn cái này mình chọn để mình cân bằng cái khác. May mà nó như thế. Tới bây giờ thì gia đình em mọi thứ ổn, nhà cửa ổn. Bây giờ tụi em ra sống riêng rồi. Kinh tế ổn định, bầu không khí tâm lý ổn. Hai đứa con được đi học. Vậy thì bây giờ để nói một cái điều gì đó cho một nhân vật nào đó đối với em nó là quan trọng thì em sẽ nói với ai? Em nói với chồng em. Cảm ơn anh vì tất cả những gì mà hai vợ chồng mình đã từng trải qua với nhau. Nó rất khó khăn, khó khăn tới mức mà hai vợ chồng mình phải đi vô bế tắc. Bế tắc tới mức mà mình phải muốn ly dị nhau. Nhưng mà vì cái sự ấm áp của anh nó mới giúp đỡ em tới ngày hôm nay. Cảm ơn anh vì anh là một người cha cực kỳ tốt đối với con. Cảm ơn anh vì mọi thứ. Chị biết sao không? Ở cô gái này em cảm nhận bạn một người, khi mà mình mới tiếp xúc á, mình nghĩ bạn này rất là vô tư, vô lo, vô âu, tưởng tưởng khùng khùng vậy đó. Nhưng không phải, bạn là một cô gái cực kỳ nghị lực. Đúng. Và cực kỳ tình cảm. Cái năng lượng tích cực ở trong cô này nhiều lắm. Thực ra nếu như mà gọi là theo đúng kịch bản á, thì tất cả những cái chi tiết câu chuyện ngày hôm nay chắc nó cũng lem hết phấn son. Nhưng mà rõ ràng là chúng ta không có một giọt nước mắt nào. Đúng rồi. Chị thích nhất đó là thực ra cái gì đã giúp em vượt qua mọi cái, đó là cái tinh thần chiến binh của em. Và đúng thật, các bạn chịu được thiệt. Các bạn dám chịu, dám cho con uống sữa mẹ thì dám cải tổ cảm xúc để con mình được uống đúng cái dòng sữa hạnh phúc. Dám có chồng thì dám có con, dám có con thì dám chăm con.